Đã nương theo vào đời làm từng nỗi. Quý vị và các bạn thân mến, chắc hẳn trong số chúng ta không ai là không biết đến Trịnh Công Sơn, người nhạc sĩ tài danh của Việt Nam. Có thể nói ông là người nghệ sĩ lớn của hàng triệu triệu con tim âm nhạc trong cả nước. Với cả một kho tàng những tác phẩm được công chúng gọi nôm na là nhạc Trịnh, thì cố nhạc sĩ đã được mệnh danh là kẻ du ca về tình yêu và thân phận con người. Chính vì lẽ đó mà dường như có một sự giao thoa giữa nhạc Trịnh và những tâm tình nhà đạo, cách đặc biệt hơn so với những thể loại âm nhạc khác. Ca từ của Trịnh Công Sơn không hẳn là những triết lý hay là những thực hành tôn giáo, nhưng mà nhiều người cho rằng cái hồn âm nhạc của ông ít nhiều được gợi hứng từ triết học Phật giáo cũng như là từ phúc âm Công giáo. Trịnh Công Sơn có một con tim nhạy cảm, đủ để khám phá và chạm tới những giá trị tâm linh ngay trong đời sống thường ngày của mình. Trong chuyên mục Tri thức và cuộc sống của chương trình Bạn đường giao lưu ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ những suy nghĩ và cảm nghiệm xung quanh đề tài có thể nói là tác hoài không cạn này. Và đồng hành với chúng ta ngày hôm nay là ba ca sĩ, ba người bạn trẻ trong nhóm X-Time, một nhóm nhạc mới thành lập nhưng đã gây xôn xao cộng đồng mạng và chiếm được cảm tình cũng như là niềm tin của khán giả yêu nhạc trong cả nước. Trước tiên chúng ta hãy cùng làm quen với ba nhạc gia này nhé. Vâng, xin chào Istan. Có lẽ là không cần phải giới thiệu quá nhiều về các bạn nữa, bởi vì trên mạng hiện giờ đã có cả một rừng thông tin nói về những hoạt động cũng như những gì mà các bạn đã thể hiện trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, Huy nghĩ là dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên các bạn đến với sân chơi Bạn đường giao lưu, một sân chơi dành cho giới trẻ Công giáo. Cho nên không biết các bạn có thể giới thiệu lại đôi chút về từng thành viên trong nhóm của mình được không? Mình là người già nhất trong nhóm, mình tên là Vũ Khắc Tuận, sinh năm 1986. Mình là Mai Quốc Việt, sinh năm 1988. Còn mình là người già nhì và cũng trẻ nhì trong nhóm, mình sinh năm 1987. Thì mình chơi guitar và mình lắc thêm đôi cát nữa, đó là một phần nhạc cụ. Mình thì chơi chấm cà son. Còn cũng chơi guitar. Cả ba thành viên đều hát cả, đều hát chính và đều phần bè cho nhau. Được thôi là thành viên mà nói cái giọng khàn khàn vừa rồi đó thì có cái khả năng hát và nói tiếng Anh khá là chuẩn đó các bạn. Còn anh chàng ở giữa thì chứ có lẽ là nhiều người cũng đã biết đến rồi. Và Mai Quốc Việt với một cái bề dày thành tích rất là đáng nể mà hôm qua Huy tình cờ đọc được trên báo. Đó là nghe nói Quốc Việt được giải nhì cuộc thi tiếng hát về Trịnh Công Sơn, cũng như là giải nhất tiếng hát truyền hình của tỉnh Kiên Giang. Ngoài ra còn nhiều giải thưởng âm nhạc khác nữa. Và thành viên còn lại Đức Thảo cũng là một người đóng góp rất là nhiều trong cái hoạt động âm nhạc của nhóm. Vâng, cảm ơn các bạn. Xin được tóm được một số nét đáng chú ý về nhóm X-Time như thế này. Cho đến lúc được công chúng biết đến cách rầm rộ thì nhóm đã thành lập chưa có đầy một năm. Họ chuyên chơi nhạc và hát theo phong cách acoustic. Nhóm nhạc đã đi diễn khá nhiều tại các quán bar và phòng trà nhạc sống. Và như một cơn sốt, như một hiện tượng thì các tên X-Time đã trở nên quen thuộc với mọi người hơn. Chỉ sau một đêm sau khi đoạn clip cắt bụi với giọng ca của 13 ca sĩ nổi tiếng Việt Nam do anh chàng Mai Quốc Việt thể hiện đây. Chỉ là một tiết mục góc vui của nhóm được khán giả tình cờ quay lại và tung lên mạng. Tuy nhiên thì sau đó nhóm cũng gặp phải nhiều cái ý kiến trái chiều phải không ạ? Các bạn có thể chia sẻ một chút về vấn đề này được không? Khi mà một cái gì đó nó nổi lên gần như cách bất chợt, giống như X-Time, giống như bạn Việt đây, thì X-Time cũng biết chắc chắn rằng sẽ có những cái ý kiến người ta phản đối, có những cái rất nhiều người ta ủng hộ. Nhưng mà nói chung là nhóm thì đã nói rất nhiều lần rồi, đấy vẫn chỉ là cái góp vui mà thôi. Thực tế là trong một lần tập tình cờ thì bạn Việt vẫn ngồi bắn hát trêu lên một vài câu của giọng một ai đấy thì cả nhóm ngồi bật cười lên, và mình nghĩ là ồ, mình diễn nhiều thế, một tối mình diễn tới 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng, tức là hát khoảng 15 đến 20 bài một tối, mà mình khiến cho người ta nghe nhạc nhiều quá, người ta cũng vẫn. Tại vì thực sự là bên mình đã chơi nhạc rất là lâu và cũng đã có một số lượng fan nhất định. Bên mình mong muốn là mọi người đi đến X-Time và mọi người thích X-Time bằng cái phong cách chơi nhạc của X-Time nhiều hơn là cái bài các bộ này. Thật sự là bên rất là vui và còn tự hào hơn nữa nếu mà mọi người đi đến X-Time, công nhận X-Time là một trong mình chơi nhạc.
nhạc tốt chứ không phải là chuyện quen nhái giọng hay gì đấy. Nếu mà X-Time cứ bám vào cái chuyện nhái giọng để làm thì thật ra X-Time cũng hơi bị lạm dụng qua cái chuyện đấy mà quên đi mất mình làm. Vâng, chúng ta hãy cùng nhau trở lại với đề tài nhạc Trịnh và những yếu tố tâm linh trong thơ ca của Trịnh Công Sơn. Huy rất bất ngờ khi biết là một nhóm nhạc trẻ và mang phong cách khá hiện đại như X-Time đây lại tỏ ra một cái sự quan tâm đặc biệt đối với nhạc Trịnh. Thì không biết là khi hát nhạc Trịnh các bạn có cảm nhận như thế mà hát nhạc Trịnh mà được những người trung niên họ yêu quý, đó là một cái điều hết sức quý báu. Và việc thì cũng rất là tâm đắc với nhạc Trịnh, bởi vì trong cuộc sống thì ai cũng có niềm vui, nỗi buồn và những kỷ niệm. Thì việc bắt gặp mình đâu đó trong những cái ca từ của Trịnh Công Sơn, bởi vì Việt cũng rất là thích và tâm đắc với những ca từ này. Cũng có một mối duyên với gia đình của Trịnh Công Sơn qua cuộc thi hát nhạc Trịnh ở Bình Quế năm 2008. Thì từ đó Việt biết đến gia đình của nhạc sĩ và được gia đình của nhạc sĩ xem giống như là con cháu trong gia đình vậy. Thì điều đó là Việt rất là hạnh phúc cho đến thời điểm này. Vâng, cảm ơn Mai Quốc Việt, và không biết là cảm nhận của hai thành viên còn lại thì sao về nhạc Trịnh? Còn Thảo thì Thảo đã biết đến nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rất là lâu rồi, nhưng mà Thảo thật sự là chỉ nghe và chỉ biết từ đấy thôi. Còn những ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thì là Thảo không thưởng thức nhiều, cho đến khi mà Việt và Ben Việt hát những ca khúc nhạc Trịnh Công Sơn rồi thấy Việt hát rất là hay, vì mình cũng biết là trẻ nhưng mà hát hay nhạc Trịnh đấy. Sau đấy thì có một cuộc thi như nãy mọi người nghe Việt nói là cuộc thi hát nhạc Trịnh Công Sơn do Hội Báo Hội Ngộ gia đình Trịnh Công Sơn tổ chức, thì Việt có giới thiệu Thảo đi thi, Thảo cũng đi đăng ký thi, thì cũng may mắn, mặc dù trong cuộc thi không lần nào Thảo hát thuộc lời hết, nhưng mà cũng may mắn được giải tư. Thì từ lúc đấy thì Thảo bắt đầu thích thêm rất là nhiều về nhạc Trịnh Công Sơn. Cảm ơn. Còn anh cả của nhóm thì sao? Thì thường hát một số bài Trịnh giống như này, Em Có Nhớ hay là Phôi Pha, bài bản nữa. Nói chung là cảm nhận của Tuần về nhạc Trịnh thì thực ra Tuần không có thần tượng ai lắm, nhưng mà khi Tuần buồn Tuần hay hát nó, bởi vì Tuần thấy cảm nhận được mình cũng thấy những cái nỗi buồn nó giống như mình đang cảm thấy. Xin cảm ơn các bạn. Huy thấy là qua chia sẻ của các bạn thì ít nhiều các bạn cũng đã có một quá trình gắn bó với nhạc Trịnh ở một mức độ nào đó. Thì bây giờ xin các bạn chia sẻ cụ thể thêm một tí về cái cảm nhận của các bạn về đề tài tình yêu, chỉ riêng tình yêu thôi. Trong ca từ cũng như là trong âm nhạc của Trịnh Công Sơn thì với Thảo thì đôi khi có những ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Thảo cũng không thể hiểu nổi, tại vì cái vốn sống và cái độ tuổi của Thảo chưa đủ để cảm nhận để hết những ca từ đấy. Thì có những ca khúc Thảo cũng cảm nhận được, nhưng có lẽ là sự cảm nhận của những bài nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn của giới trẻ nó cũng khác gì đấy một chút gì đấy so với những người lớn tuổi, những người trung niên. Và đấy cũng là những cảm nhận hay, đó là cách nhìn của giới trẻ về những ca khúc của nhạc Trịnh. Nghe Đức Thảo chia sẻ về đề tài tình yêu thì tôi thấy anh Mai Quốc Việt có vẻ ngậm ngùi, không biết là có thể chia sẻ một cái kỷ niệm nào đó khi mà anh hát nhạc Trịnh và anh được rung động bởi đề tài tình yêu trong âm nhạc của anh. Thực tế thì trong nhạc sĩ trong những ca từ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thì Việt cũng rất là yêu mến một số ca khúc mà Việt cũng rất là tâm đắc, ví dụ như là Tình Xa, Còn Ai Với Ai, Ru Đời Đi Nhé. Bởi vì những ca khúc đó khi mà nghe đã nghe giai điệu thôi, chưa nghiên cứu về ca từ là mình đã thấy nó rất là miên man và rất là buồn. Một cái nỗi buồn đó nó rất là tinh khiết và nó không có tích đó, nó không có tiêu cực. Và Việt nghĩ là riêng cá nhân Việt thôi thì nghĩ tình yêu trong người có nhạc sĩ này thì nó là một cái điều gì đó rất là Trịnh Công Sơn trước tiên là người nghệ sĩ lớn hô hào mọi người hãy yêu nhau đi, nhưng mà cái tình yêu ấy nó có cái gì đó siêu vượt hơn. Dường như trong suốt cuộc đời cũng như là âm nhạc của mình thì ông đã nhận ra được thế nào là tình yêu đích thực và tình yêu cứu rỗi. Ông yêu trong một tình yêu rộng lớn và chung cùng, nhưng mà cũng không kém phần nhẹ nhàng và thanh thoát. Người nghệ sĩ ấy đã sống để yêu và yêu để sống. Và chắc hẳn là rất đáng tiếc nếu như ngay bây giờ chúng ta không cùng được thưởng thức một bản tình ca của Trịnh Công Sơn dưới sự thể hiện của anh em trong nhóm X-Time. Nói về tình ca, có lẽ X-Time sẽ không có bài tình ca mà nó buồn và nó lát đâu. X-Time sẽ một ca khúc khá là vui và cũng khá là dễ thương. Ca khúc có tựa đề cũng khá là dễ thương. Ca khúc Mưa Hồng thì sẽ được xem để mình nghe. Và bài này thì nhóm có những bài tập với nhau nữa thì nếu mà nó có lỗi gì thì mình thông cảm. Trời ươm nắng cho mây hồng, mây
sâu, còn mưa xuống như hôm nào em đến thăm, mây âm thầm mà gió lên. Người ngồi đó trong mưa buồn, ôi yêu thương nghe đã buồn, ngoài kia là vẫn xanh, ngoài sông vắng nước dâng lên còn muôn trùng. Nay em đã khóc chiều mưa đính cao, còn gì nữa đâu, sương mù đã lâu, em đi về cầu mưa ướt lâu đường phương bay. Nằm xuống nghe tiếng ru, cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ. Người nằm xuống nghe tiếng ru, cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ. Cảm ơn phút ngẫu hứng rất là lãng mạn của Stan.